Sau đây là phần tin quốc tế. Các đảng cực hữu thắng lớn trong cuộc bầu cử Quốc hội Âu Châu và nước Pháp tổ chức cuộc bầu cử sớm. Thắng lợi của phe cực hữu trong cuộc bầu cử Quốc hội Âu Châu vào hôm Chủ nhật đã khiến cho Tổng thống Pháp là Emmanuel Macron tổ chức cuộc bầu cử sớm và tăng thêm bất chắc cho phương hướng chính trị tương lai của Âu Châu. Mặc dù các đảng trung lập, tự do và xã hội chủ nghĩa được dự báo là sẽ vẫn nắm giữ thế đa số tại Quốc hội 720 ghế, cuộc bầu cử đã giáng một đòn mạnh lên lãnh đạo của cả nước Pháp và nước Đức, đã đặt ra câu hỏi về cách mà nước lớn của Liên hiệp Âu Châu có thể thực hiện chính sách trong khối. Đánh cược đầy rủi ro để mà xác lập lại thẩm quyền của mình, thì ông Macron đã tổ chức cuộc bầu cử quốc hội với vòng thứ nhất diễn ra ngày 30 tháng 6, cũng như ông Macron là Thủ tướng Đức Olaf Scholz phải chịu đựng thêm một đêm đau đớn khi mà Đảng Dân Chủ Xã hội của ông ghi nhận kết quả tồi tệ nhất từ trước cho đến nay. Đó là thất bại trước phe bảo thủ và cứng rắn Alternative for Germany, AfD. Trong khi đó thì Thủ tướng Ý là Giorgia Meloni củng cố vị thế nhờ nhóm Brothers of Italy giành được nhiều phiếu nhất. Chuyển sang cánh hữu bên trong Quốc hội Âu Châu có thể khó thông qua các dự luật mới để mà ứng phó với các thách thức về an ninh, tác động của khí hậu biến đổi hoặc là cạnh tranh công nghiệp từ Trung Cộng và Hoa Kỳ. Tuy nhiên thì sự ảnh hưởng của các đảng theo chủ nghĩa dân tộc hoài nghi là Euro sẽ phụ thuộc vào khả năng của họ trong việc vượt qua các bất đồng và hợp tác với nhau. Họ hiện tại thì đã chia rẽ giữa hai phe, trong khi một số đảng và nhà lập pháp thì nằm bên ngoài những phe này. Một cuộc khảo sát sau bỏ phiếu cho thấy là Đảng Nhân dân Âu Châu, EPP, sẽ là khối chính trị lớn nhất trong quốc hội mới. Ở Ba Lan thì Liên minh Civic Coalition của Thủ tướng Donald Tusk được dự báo là sẽ thắng cuộc bầu cử Âu Châu. Còn ở Tây Ban Nha thì Đảng Nhân dân cũng thuộc EPP đang dẫn đầu. Phi cơ của Air India và Indigo suýt va chạm tại phi trường Mumbai. Thưa quý vị, một nhân viên kiểm soát không lưu bị đình chỉ và cuộc điều tra đang diễn ra sau khi hai chiếc phi cơ tránh được va chạm trong gang tấc trên phi đạo tại phi trường quốc tế Chhatrapati Shivaji Maharan ở Mumbai. Trong sự việc hôm thứ Bảy, một chuyến bay của Indigo đáp xuống phi đạo khi một chuyến bay của Air India cất cánh từ cùng phi đạo. Hình ảnh sự việc trên mạng xã hội cho thấy hai chiếc phi cơ đến rất gần nhau, trong đó phi cơ Air India cất cánh chỉ vài giây trước khi phi cơ Indigo đáp xuống. Theo trang web theo dõi chuyến bay Flightradar24, hai phi cơ chỉ cách nhau 509 mét ở điểm gần nhất trong sự việc trên và cách nhau 511 mét khi phi cơ Air India bắt đầu cất cánh. Indigo đáp xuống 3 giây sau khi Air India cất cánh. Chuyến bay giữa Indigo là từ Indore ở tiểu bang Madhya Pradesh, trong khi chuyến bay của Air India cất cánh đi thủ phủ Thiruvananthapuram của Kerala. Hai phi cơ đều là Airbus A320neo. Theo báo Deccan Herald, Tổng cục Hàng không Dân dụng Ấn Độ đã đình chỉ nhân viên kiểm soát không lưu liên quan trong sự việc này. Cơ quan này cũng mở cuộc điều tra sự việc. Indigo và Air India cho biết họ tuân thủ hướng dẫn của kiểm soát không lưu. Indigo nói rằng phi cơ của hãng được kiểm soát không lưu cho phép đáp xuống, trong khi đó Air India cho biết phi cơ của họ được kiểm soát không lưu cho phép tiến vào phi đạo và sau đó cất cánh. Chiến đấu cơ của Ukraine đã tấn công mục tiêu ở bên trong Nga lần đầu tiên. Một nguồn tin quân đội Ukraine cho biết lần đầu tiên một chiếc chiến đấu cơ Ukraine tấn công vào một mục tiêu ở bên trong nước Nga. Một điểm chỉ huy của Nga đã bị tấn công trúng vào hôm Chủ nhật ở tại khu vực Belgorod ở miền Tây của nước Nga. Belgorod thì nằm gần biên giới với Đông Bắc của Ukraine. Hiện thì chưa rõ loại chiến đấu cơ nào và loại đạn nào được Ukraine sử dụng trong vụ tấn công. Hay liệu đây có phải là vũ khí của Tây Phương hay không? Hoa Kỳ và Pháp gần đây đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do các nước này viện trợ để mà tấn công mục tiêu quân sự ở bên trong lãnh thổ của Nga, nơi mà lực lượng Nga đã
tiến hành các cuộc tấn công vào Ukraine. Theo hướng dẫn mới được Tổng thống Joe Biden chấp thuận, thì đạn dược Hoa Kỳ có thể sử dụng trên lãnh thổ của Nga để mà bảo vệ cho thành phố Kharkiv ở phía đông bắc của Ukraine. Nguồn tin quân đội giấu tên cho biết thì một nhiệm vụ của không quân Ukraine là tấn công một điểm chỉ huy của Nga ở tại Belgorod. Cuộc tấn công được xác nhận là đã trúng đích và gây thiệt hại đang được đánh giá. Đây là lần đầu tiên mà không quân của Ukraine phóng đạn trên không nhắm vào mục tiêu của Nga. Ukraine đã tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái sâu vào trong lãnh thổ của nước Nga. Tuy nhiên, thì việc sử dụng chiến đấu cơ để mà tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ của Nga có thể bị Moscow coi là một bước leo thang mới. Và Bộ Quốc phòng của Nga cũng xác nhận là đã bắn hạ một số drone của Kyiv ở tại Belgorod. Không rõ đây có phải là một phần trong cùng cuộc tấn công của Ukraine hay không. Tiếp tục phần tin Á Châu, thưa quý vị. Voi chào đời ở Thái Lan có thể là cặp song sinh đực và cái đầu tiên trong lịch sử. Voi Pang Samchuri, 36 tuổi, sinh ra một con voi đực và một con voi cái ở tỉnh Ayutthaya hôm 7 tháng 6, được xem là cặp voi song sinh đầu tiên trên thế giới có giới tính khác nhau trong lịch sử. Một quan chức tại làng voi hoàng gia ở Siwanprik của Ayutthaya cho biết, con voi được con chào đời trước trong đêm ngày 7 tháng 6, nặng khoảng 80 kg. 18 phút sau, voi mẹ đẻ thêm một con voi cái nặng 60 kg trong sự ngạc nhiên của các bác sĩ thú y và nhân viên chăm sóc ở đó. Một nhân viên chăm sóc bị thương nhẹ khi anh cố gắng đỡ con voi con thứ nhì. Tháng 11 năm 2023, cặp voi song sinh chào đời tại Kenya nhưng cùng là voi cái. ABC News cho biết song sinh chỉ chiếm khoảng 1% số voi chào đời. Ông Laiton Rian Mifan, chủ tịch quỹ Pra Kochaban Foundation chăm sóc voi cho biết, làng voi hoàng gia trước đây chứng kiến một số cặp song sinh như voi con, nhưng voi con đều là đực hoặc cái. Cặp song sinh chào đời hôm 7 tháng 6 sẽ là con voi thứ 94 và 95 ra đời trong 27 năm hoạt động của làng. Cha của chúng là voi Plai Siam, 29 tuổi, ngôi sao trong nhiều chương trình văn hóa ở tỉnh. Đây là lần mang thai thứ 4 của voi mẹ Pan Chamchuri. Ông Modi tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Ấn Độ nhiệm kỳ thứ 3 đối diện với thách thức liên minh. Ông Narendra Modi vào hôm Chủ nhật tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Ấn Độ nhiệm kỳ thứ 3 sau trở ngại bầu cử vốn sẽ kiểm tra khả năng của ông để mà bảo đảm sự chắc chắn là chính sách trong chính phủ liên minh ở đất nước đông dân nhất thế giới. Tổng thống Draupadi Murthy cử hành lễ tuyên thệ nhậm chức cho ông Modi tại dinh tổng thống ở tại New Delhi với sự tham dự của hàng ngàn đại biểu, trong đó có lãnh đạo của 7 nước khu vực, ngôi sao Bollywood và lãnh đạo doanh nghiệp. Người ủng hộ đã reo hò vỗ tay và gọi tên ông khi vị lãnh đạo 73 tuổi được gọi lên để đọc lời tuyên thệ. Theo sau ông Modi là các bộ trưởng trong chính phủ trước, bao gồm Rajnath Singh, Amit Shah, Nitin Gadkari, Nirmala Sitharaman, Subramaniam, Jay Iskan và Piyush Rogan, cùng những người khác. Giữa lễ nhậm chức, truyền thông đã loan tin ít nhất là 9 người bị thiệt mạng và 33 người bị thương khi mà chiếc xe buýt chở người hành hương Ấn giáo đã bị rơi xuống vực sâu sau cuộc tấn công bị nghi là do phiến quân thực hiện ở tại Jammu và Kashmir, đã dẫn đến Đảng Quốc đại đối lập chỉ trích tình hình an ninh. Ông Modi là người thứ nhì sau lãnh đạo Jawaharlal Nehru giữ chức thủ tướng 3 nhiệm kỳ liên tiếp. Ông Modi thắng nhiệm kỳ thứ 3 sau cuộc bầu cử nhiều giai đoạn kết thúc vào hôm 1 tháng 6, với sự ủng hộ của 14 đảng khu vực trong Liên minh Dân chủ Quốc gia của ông. Trong hai nhiệm kỳ trước đó, thì đảng BPJ của ông đã nắm giữ thế đa số tuyệt đối. Con trăng nuốt chửng người phụ nữ ở Indonesia. Thưa quý vị, một phụ nữ được tìm thấy đã chết bên trong bụng của một con trăng sau khi nó nuốt chửng bà ở miền trung Indonesia. Chồng của bà Farida và người dân ở làng Kalempan ở tỉnh Nam Sulawesi tìm thấy thi thể của bà hôm thứ Sáu bên trong bụng một con trăng gấm dài khoảng 5 mét.
Người phụ nữ 45 tuổi mất tích tối hôm thứ Năm và không thấy về nhà, khiến dân làng mở cuộc tìm kiếm. Theo trưởng làng Suardi Rossi, chồng của bà tìm thấy đồ đạc của vợ và bắt đầu nghi ngờ. Dân làng sau đó tìm kiếm trong khu vực và nhanh chóng phát hiện một con trăn với phần bụng rất lớn. Họ đồng ý mổ bụng con trăn. Ngay khi họ làm vậy, phần đầu của bà Farida lập tức lộ ra. Bà được tìm thấy với quần áo còn nguyên vẹn bên trong bụng con trăn. Những sự việc như thế này được xem là cực kỳ hiếm khi xảy ra, nhưng nhiều người chết ở Indonesia trong những năm gần đây sau khi bị trăn nuốt chửng. Năm ngoái, người dân ở huyện Tinangkria, tỉnh Đông Nam Sulawesi đã giết con trăn khổng lồ dài 8 mét khi nó đang xiết và nuốt một người dân địa phương. Năm 2018, một phụ nữ 54 tuổi được phát hiện trong bụng con trăn dài 7 mét ở thị trấn Muna, Đông Nam Sulawesi. Vào năm trước đó, một nông dân ở tỉnh Tây Sulawesi cũng mất tích và sau đó được tìm thấy trong bụng con trăn dài 4 mét tại đồn điền trồng cỏ. Indonesia sẵn sàng tiếp nhận 1.000 người tị nạn từ Gaza đến học tập ở tại Java. Tổng thống đắc cử là Prabowo Subianto cho biết là chính phủ chuẩn bị đưa 1.000 người tị nạn Palestine từ Gaza sang Indonesia và gửi họ vào các trường nội trú Hồi giáo ở tại Đông Java để mà tiếp tục học tập. Ông Prabowo hiện là Bộ trưởng Quốc phòng sẽ đệ trình đề nghị lên Tổng thống Joko Widodo để mà xem xét. Hiện chưa rõ cách thức thực hiện việc tiếp nhận người tị nạn từ Gaza là như thế nào. Nhưng ông Prabowo sẽ cho biết là phối hợp với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc và lãnh đạo các nước khác về đề nghị trên. Vẫn theo ông ta thì ngoài Đông Java, nhiều quan chức ở tại Tây Java cũng bày tỏ sẵn sàng tiếp nhận người tị nạn từ Gaza và đưa họ vào các trường nội trú Hồi giáo để tiếp tục được học hành. Theo dữ liệu vào năm 2023 thì từ Bộ Tôn giáo, Indonesia có hơn 39.000 trường nội trú Hồi giáo. Và bà Khopifa là chủ tịch cánh nữ của Nadatul Ulama cho biết là bà phối hợp với các trường nội trú Hồi giáo ở Đông Java để mà chăm sóc cũng như dạy học cho trẻ em từ các vùng lãnh thổ của Palestine. Nadatul Ulama được xem là một tổ chức Hồi giáo lớn nhất thế giới. Ngoài ra thì nhiều trường đại học ở tại Đông Java cũng sẵn sàng cấp học bổng cho những người tị nạn này. Bà cho biết rằng bà đã liên lạc với đại sứ Palestine và đại học Islam Malang UNISMA sẵn sàng cấp 50 học bổng sinh viên, thạc sĩ và tiến sĩ cho sinh viên Palestine. Indonesia đã cấp học bổng giáo dục cho sinh viên Palestine và tháng 11 năm ngoái, ông Prabowo đã chào đón 22 sinh viên được cấp học bổng tại Đại học Quốc phòng ở tại Jakarta. Qua phần tin tiếp theo, người đi xe đạp hỏa thân tràn ngập trên đường phố thành phố Mexico trong cuộc biểu tình phản đối xe hơi. Hàng trăm người đi xe đạp hỏa thân đạp xe trên đường phố của thành phố Mexico hôm thứ Bảy để phản đối văn hóa xe hơi và đòi quyền cho người đi xe đạp. Người biểu tình một số hỏa thân hoàn toàn hoặc chỉ mặc quần lót, đạp xe trên đường phố đông đúc để tham gia cuộc đạp xe hỏa thân thế giới nhằm khuyến khích sử dụng xe đạp thay vì xe hơi và yêu cầu tôn trọng người đi xe đạp. Một phần ý tưởng của phong trào này là để người đi xe đạp dễ được nhìn thấy hơn và nâng cao nhận thức của tài xế về sự an toàn của người đi xe đạp. Trong những năm gần đây, thành phố Mexico, một trong những thành phố lớn nhất và ô nhiễm nhất thế giới, phát động chương trình chia sẻ xe đạp đầy tham vọng và xây dựng làn đường dành cho xe đạp để đối phó với văn hóa xe hơi nổi tiếng của thành phố. Trong khi việc sử dụng xe đạp tăng, các vụ tai nạn liên quan đến người đi xe đạp và xe hơi vẫn thường xuyên xảy ra và đôi khi gây tử vong. Người đi xe đạp nói rằng họ cần hạ tầng tốt hơn và an toàn hơn như tăng thêm làn đường dành cho xe đạp. Em gái của lãnh đạo Bắc Hàn cảnh báo là sẽ đáp trả loa công suất lớn cũng như chuyển đơn của Nam Hàn. Em gái của Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-un cảnh báo là sẽ đáp trả Nam Hàn nếu Nam Hàn tiếp tục dùng loa với công suất lớn và cho phép thả bong bóng mang theo chuyển đơn sang phía Bắc Hàn. Hãng thông tấn KCNA đã dẫn lời cô Kim Yo-yong cho biết rằng
Nếu Nam Hàn đồng thời rải truyền đơn và phát loa khiêu khích qua biên giới, chắc chắn Nam Hàn sẽ hứng chịu cuộc đáp trả mới của Bắc Hàn. Nam Hàn phát loa công suất lớn sang Bắc Hàn vào hôm Chủ nhật, theo sau cảnh báo là Nam Hàn sẽ thực hiện như vậy nếu Bình Nhưỡng tiếp tục thả bong bóng mang theo rác sang phía Nam Hàn. Và theo Hội đồng Tham mưu trưởng của Nam Hàn, thì quân đội phát hiện dấu hiệu Bắc Hàn cũng đang lắp đặt loa của họ. Nam Hàn không có kế hoạch mở loa trong ngày hôm nay, và hôm thứ Bảy thì Bắc Hàn đã thả vào khoảng 330 bong bóng mang theo rác. Có khoảng 80 bong bóng đã rơi xuống biên giới, và hôm nay thì Nam Hàn loan báo là Bình Nhưỡng thả thêm 310 bong bóng với khoảng 50 quả đã rơi xuống Nam Hàn. Cô Kim cho biết rằng việc phát loa công suất lớn của Nam Hàn là sự kiện mở đầu của tình hình rất nguy hiểm. Cô Kim cũng cho biết là Bắc Hàn đã thả 1.400 bong bóng qua biên giới từ tối ngày 8 tháng 6 cho đến sáng sớm ngày 9 tháng 6. Bắc Hàn bắt đầu thả bong bóng mang theo rác và thậm chí cả phân qua biên giới trong tháng 5, và gọi việc này là để nhằm trả đũa cho việc các nhà hoạt động của Nam Hàn đã thả truyền đơn bài Bắc Hàn qua biên giới. Bộ Chỉ huy Liên Hợp Quốc thì cho biết họ đang điều tra là bong bóng từ phía Bắc Hàn. Và phát ngôn viên Isaac Taylor của Bộ Chỉ huy cho biết rằng ông hy vọng mọi người sẽ ngồi vào bàn để mà giải quyết vấn đề của họ. Các nhà khoa học phát hiện cổng địa ngục ở Siberia đang mở rộng nhanh, có thể nhìn thấy từ không gian. Thưa quý vị, hố rộng 200 mẫu sâu hơn 90 mét ở cao nguyên Yana của Siberia, thường được gọi là hố Batagaika, đang mở rộng nhanh hơn dự báo do khí hậu biến đổi. Thỉnh thoảng còn được gọi là cổng địa ngục. Hố Batagaika hình thành khi đất băng vĩnh cửu tan chảy trong lãnh nguyên Siberia, bắt đầu xả hàng tấn methane đông lạnh, trước đó một loại khí thải nhà kính mạnh, vào khí quyển trái đất. Nghiên cứu mới này phát hiện tốc độ khí methane và các khí carbon khác xả ra khi hố mở rộng lên đến từ 4.000 cho đến 5.000 tấn mỗi năm. Theo tác giả chính của cuộc nghiên cứu, kết luận này cho thấy băng vĩnh cửu tan chảy nhanh như thế nào. Ông cảnh báo hố sẽ sớm xả ra toàn bộ khí thải nhà kính còn lại. Nhà băng hà học Alexander Kierzakov, tác giả chính, phối hợp với 12 nhà nghiên cứu khác trong nghiên cứu mới, được đăng tải trên tạp chí Geomorphology trong tháng này. Ông Kierzakov và các đồng nghiệp xác định hố gần xuống đến lớp đá nền, có nghĩa là băng vĩnh cửu gần như sắp tan chảy hết. Nhưng ông Kierzakov, giảng dạy tại Đại học Quốc gia Moscow ở Nga cho biết, vẫn có khả năng băng vĩnh cửu tiếp tục tan chảy theo chiều ngang. Nhóm nghiên cứu dựng mô hình 3 chiều về cách băng vĩnh cửu tan chảy trong quá trình sạt lở kéo dài nhiều thập niên bằng dữ liệu từ nhiều nguồn độc lập. Kết quả cho thấy hình thái đất ở khu vực băng vĩnh cửu thay đổi rất lớn. Theo nhà nghiên cứu Nikita Tananev, người không tham gia cuộc nghiên cứu mới, khí phát thải từ hố đã thay đổi vĩnh viễn hệ sinh thái ở gần đó. Bản tin vừa rồi đã chấm dứt phần tin thế giới của Hồn Việt TV chiều nay. Và sau phần thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong phần tin Việt Nam.